Hiện tại là Nhân đang đứng ở đường tỉnh lộ 824. Cái đường trước mặt của mình là chạy về huyện Đức Hòa, về Bến Lức, các tỉnh miền Tây. Còn cái hướng ngược lại là mình chạy về ngã ba Mỹ Hạnh, lên Sài Gòn. Tính từ đây mà mình qua tới địa phận của Hóc Môn là khoảng 2,5 cây số. Đây là các tường Phú Nguyên 1 nha mọi người. Tại vì Nhân nói những video trước thì hầu như là những cái dự án của bên các tường đầu tư, dù là dự án lớn hoặc là dự án nhỏ, thì dân cũng về rất là nhanh. Nên những video trước là Nhân có quay những cái khu khác đó, của những khu vực khác, thì hầu như là làm hạ tầng đường xá cũng rất là tốt, nhưng mà dân không có ở. Còn bên các tường là bất cứ một khu lớn hay nhỏ cũng có người ở. Một cái lý do là bên các tường chủ đầu tư họ chăm sóc khách hàng rất là tốt. Và khi mà khách hàng đầu tiên về đây sở hữu những nền đất á, thì công ty sẽ hỗ trợ cho mình những cái gói các tường an cư thì trị giá 50 triệu một lô đất. Nhưng bây giờ mình thấy là khách hàng về đây ở cũng khá là đông rồi. Còn bên đây nếu như mà cái đường mà lỡ có hư thì công ty sẽ làm lại cho mình luôn. Còn những chủ đầu tư khác hầu như là họ bỏ không, họ bỏ luôn. Và bất cứ những cái khu nào mà bên các tầng đầu tư là đều có những cái công viên nhỏ để dành những cái khoảng không cho những cái khách hàng của mình ở tại khu, có thể là tập thể dục và hít được cái không khí trong lành. Còn cái giá ở khu này bây giờ rơi vào từ 7 triệu tới 10 triệu một mét, nó tùy vị trí. Khu này mọi người ở thì cũng điện nhà nước và nước thì nước máy. Bây giờ 100% sổ hồng đã có rồi. Ở đây mình có một cái công viên nè, thì công ty làm sẵn những cái máy tập thể dục cho mình luôn. Và xung quanh khu là hầu như là lóc đất nào cũng có nhà hết. Đây có một nhà trệt lầu rất là đẹp, ngang 4 và 18. Còn phía bên kia mình có một căn nhà ngang 5 và 10. Rồi bây giờ mời mọi người chạy ra lại nha. Cái khu này mình ở đây mình đi làm Sài Gòn cũng rất là gần nha mọi người. Từ cái vị trí này chạy lên tới cổng khu công nghiệp Tân Bình là nó khoảng 25 cây số. Từ trong khu Phú Nguyên 1 là trụ sở của các tầng gốc là nằm trong đây luôn. Tất cả những cái giao dịch là đều làm ở trong đây hết. Rồi bây giờ thì Nhân xin kết thúc video. Quý vị khách hàng mình hãy nhớ là bấm nút đăng ký để có thể xem được tất cả những video sau của Nhân. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.